Xin chào tất cả anh chị em đang xem video của em Lợi ngày hôm nay. Thì sau một ít phút thì em Lợi vừa lắp ráp những cái bộ kệ audio. Thì cũng là những cái lúc mà em Lợi chia sẻ những cái hình ảnh chân thực từ các cái góc cạnh cũng như là cái cơ cấu kỹ thuật của những cái bộ kệ audio, cụ thể là những bộ kệ chân loa mà em Lợi vừa mới hoàn thiện xong. Thì ở đây là có hai bộ và một bộ lẻ. Thì nguyên cái bộ này thì là của anh Nguyễn Tiến Duật ở coi như là ở khu vực Hải Phòng. Đó. Thì ở khu vực Hải Phòng thì em đã làm theo cái kích thước yêu cầu của anh, cũng như là theo cái độ cao sơn màu cũng theo yêu cầu của anh mong muốn. Thì hôm nay đã xong hàng thì em chia sẻ đến cho tất cả anh chị em chúng ta cùng nhìn ngắm sản phẩm. Và cái sản phẩm của anh Nguyễn Tiến Duật đó thì là được làm trên chất liệu là gỗ xoan đà và sơn phủ PU với màu cánh gián, một cái màu cũng khá là đẹp. Nói chung là nó em sẽ phục vụ các bác từ mẫu mã cho đến màu sắc, nó sẽ phù hợp với các cái nội thất cũng như là những cái gam màu các bác yêu thích. Thì về màu thì nó lại không thành vấn đề. Và đây là một sản phẩm nữa, là một bộ kệ chân loa của anh Phương, là khách hàng ở trong tỉnh Đắk Nông. Thì hôm nay em cũng xong hai cái sản phẩm này thì quay lên cho anh chị em mình cùng nắm bắt được cái thông tin của cái sản phẩm cũng như cái giá cả, để anh em chị em mình có được những sự lựa chọn và cũng biết được cái khung giá mà khi hoàn thiện lên một bộ sản phẩm kệ chân loa bên em Lợi nó như thế nào, để cho tất cả anh chị em mình cùng nắm bắt được. Và thì đầu tiên là em xin chia sẻ cái kích thước của cái bộ của anh Phương ở trong Đắk Nông. Thì cái bộ sản phẩm này thì là nó chiều rộng của nó là 42, chiều sâu của nó là 35 và chiều cao của nó là 38. Và tất cả những cái bộ sản phẩm này thì đều được trang bị bằng chân đinh chống rung bằng cao su mà em đã lắp từ ngay từ ban đầu, thì đã quay rất là chi tiết cho anh em chống rung những cái lỗ luôn. Cái này là em chưa lắp vít nha, tất cả ở trên đầu này nó đều có những cái lỗ vít để sau này về anh em bắt vào cái thân trụ này kết cấu để cho nó thành một cái cối liên kết chắc chắn. Đó. Thì với cái bộ sản phẩm này thì báo cáo với anh em thì là giá hiện hữu mà em nhận tại xưởng với anh là giá 3.700.000 đồng nhé, 3.700.000 đồng sơn màu theo yêu cầu cho anh em luôn, bộ xoan đà. Và tiếp theo một bộ sản phẩm nữa thì ở trong cái này là của khách hàng ở Hải Phòng đây, thì là em xin chia sẻ kích thước luôn, bởi vì là đây là cùng của một khách cho nên là em nhận đồng giá với cái bộ sản phẩm này. Cái bộ này thì là nó chiều rộng nó lên tới 45 và chiều sâu của nó là 42 anh chị em nhé, sâu 42 và coi như là chiều cao của nó là 45, cả chân đinh chống trượt bằng cao su hết đó, và được sơn sung rồi là logo các kiểu là đầy đủ hết. Thì với cái bộ sản phẩm này thì báo cáo anh em thì là cái bộ này là có cái giá là 4.000.000 đồng, bộ to này là 4.000.000 đồng, và cái bộ này thì nó có lẻ một chiếc, nó nhỏ hơn một chút thì em cũng nhận đồng giá. Thì là tất cả bác nào quan tâm đến những cái bộ sản phẩm kệ chân loa, mẫu thân trụ hay là mẫu vát, hay là những cái mẫu mà anh em sưu tầm được hoặc là sáng tác ra được để nó phù hợp với không gian của nhà anh em, thì cứ liên hệ với em Lợi qua cái số điện thoại được úp trên màn hình 0978 617 323. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.